Sắc thân vô tướng vì lời nói đã dứt, sắc thân một tướng vì không tướng làm tướng, sắc thân như tượng vì tùy tâm ứng hiện, sắc thân như huyễn vì huyễn trí sinh ra, sắc thân như diệm vì chỉ tường sở trì, sắc thân như bóng vì tùy nguyện hiện sinh, sắc thân như mộng vì tùy tâm mà hiện, sắc thân pháp giới vì tánh tịnh như hư không, sắc thân đại bi vì thường hộ chúng sinh, sắc thân vô ngại vì niệm niệm khắp cùng pháp giới, sắc thân vô biên vì khắp tịnh tất cả chúng sinh, sắc thân vô lượng vì vượt khỏi tất cả lời nói, sắc thân không trụ vì nguyện độ tất cả thế gian, sắc thân không xứ vì luôn giáo hóa chúng sinh không dứt, sắc thân không sinh vì do huyễn nguyện mà thành tựu, sắc thân không thắng vì vượt các thế gian, sắc thân như thật vì định tâm hiện ra, sắc thân chẳng sinh vì tùy nghiệp chúng sinh mà xuất hiện, sắc thân như ý châu vì khắp mãn nguyện tất cả chúng sinh, sắc thân không phân biệt vì chỉ tùy chúng sinh phân biệt mà sinh khởi, sắc thân lìa phân biệt vì tất cả chúng sinh không biết được, sắc thân vô tận vì tận bờ mé sinh tử của các chúng sinh, sắc thân thanh tịnh vì đồng với Như Lai không phân biệt. Những thần như vậy chẳng phải sắc vì hết thảy sắc tướng như hình bóng, chẳng phải thọ vì thọ khổ của thế gian chốt giáo đã diệt, chẳng phải tưởng vì chỉ tùy chúng sinh tưởng mà hiện, chẳng phải hành vì nương nghiệp như huyễn mà thành tựu, chẳng phải thức vì Bồ Tát nguyện trí không vô tánh. Vì lời nói của tất cả chúng sinh đã dứt, vì đã thành tựu được thân tịch diệt. Bấy giờ thiện tài đồng tử lại thấy Ma Gia phu nhân tùy tâm ưa thích của các chúng sinh mà hiện sắc thân hơn hẳn tất cả thế gian, đó là hoặc hiện thân hơn hẳn thiên nữ tha hóa tự tại cho đến thân hơn hẳn thiên nữ tứ đại thiên vương, hoặc hiện thân hơn hẳn long nữ cho đến thân hơn hẳn người nữ thế gian, hiện vô lượng sắc thân như vậy để lợi ích chúng sinh, thích đẹp nhất thiết trí pháp trợ đạo. Tu hành bình đẳng bố thí bà la mật, đại bi trùm khắp tất cả thế gian, sinh ra vô lượng công đức của Như Lai, tu tập tăng trưởng tâm nhất thiết trí, quán sát suy ngẫm thật tánh các pháp, đắc được biển nhẫn thâm sâu, đầy đủ các môn thiền định, trụ nơi cảnh giới tam muội bình đẳng, đắc được định viên mãn quang minh của Như Lai, vô cạn biển cả phiền não của chúng sinh, tầm thường chánh định chưa từng động loạn. Luân chuyển bánh xe pháp thanh tịnh bất thối, khéo hút biết rõ tất cả Phật pháp, luôn dùng trí huệ quán pháp thật tướng. Thấy các Như Lai tâm không nhàm đủ, biết chư Phật ba đời thứ tự xuất hiện ra đời, thấy tam muội của Phật thường hiện tiền, thấu đạt Như Lai xuất hiện ra đời, vô lượng vô số các đạo thanh tịnh, đi nơi cảnh giới hư không của chư Phật, nhập khắp chúng sinh đều tùy theo tâm họ để giáo hóa thành tựu, nhập vào vô lượng pháp thân thanh tịnh của Phật, thành tựu đại nguyện thanh tịnh cõi nước chư Phật, chốt giáo điều phục tất cả chúng sinh, tâm luôn vào khắp cảnh giới chư Phật, sinh ra thần lực tự tại của Bồ Tát, đã đạt được pháp thân thanh tịnh không nhiễm mà luôn thể hiện vô lượng sắc thân, hàng phục tất cả ma lực, thành tựu sức lực căn lành lớn, sinh ra sức lực chánh pháp, đầy đủ lực của chư Phật, đạt được lực tự tại của các Bồ Tát, mau chóng tăng trưởng lực nhất thiết trí, đạt được trí huệ quang minh của Phật chiếu khắp tất cả, đều biết biển tâm của vô lượng chúng sinh, căn tánh ham muốn, hiểu biết, đủ thứ sự khác nhau. Thần đó các cùng người phương biển cõi, đều biết tướng thành hoại các cõi, dùng mắt rộng lớn thấy biển mười phương, dùng trí huệ khắp cùng, biết biển ba đời. Thần phụng sự khắp tất cả biển chư Phật, tâm luôn nạp thọ tất cả biển các pháp, tụ tập tất cả công đức của Như Lai, sinh ra tất cả trí huệ của Bồ Tát, thường thích quán sát tất cả Bồ Tát từ lúc ban đầu phát tâm cho đến thành tiểu đạo tu hành. Thường xuyên giữ gìn tất cả chúng sinh, thường thích khen ngợi công đức của chư Phật, nguyện làm mẹ của tất cả Bồ Tát. Bấy giờ thiện tài đồng tử thấy Ma Gia phu nhân hiện các môn phương tiện, nhiều như số hạt bụi diêm phù đè như vậy. Thấy như vậy rồi, như số thân của Ma Gia phu nhân hiện, thiện tài cũng hiện trường ấy thân ở trước tất cả chỗ của Ma Gia phu nhân, cung kính lễ bái. Lập tức lúc đó chứng được vô lượng vô số các môn tam muội, phân biệt quán sát, tu hành chứng nhập. Từ tam muội dậy, đi nhiễu quanh bên phải Ma Gia phu nhân và quyến thuộc của ngài, rồi đứng chắp tay bạch rằng: Đức Thánh Bồ Tát Văn Thủ Sư Lợi, dạy con phát tâm A Nậu Đà La Tam Miệu Tam Bồ Đề, cầu thiện tri thức gần gũi cúng dường, con đều đi đến hầu hạ từng vị thiện tri thức, không có lãng phí, dần dần mới đi đến đây, xin hãy vì con nói. Bồ Tát làm thế nào học Bồ Tát hạnh mà được thành tựu? Ma Gia phu nhân đáp rằng: Phật tử,
Ta đã thành tựu một giải thoát Bồ Tát đại nguyện trí huyễn nên thường là mẹ của các Bồ Tát. Phật tử, ta ở trong nhà vô tịnh phạn thành Ca Tỳ La cõi Diêm Phù Đề này. Từ hông bên phải mà sinh Thái tử Tất Đạt Đa, hiện thần biến tự tại không thể nghĩ bàn. Như vậy cho đến hết biển thế giới này, hết thảy tất cả tỷ lô giá na Như Lai đều vào thân ta, thị hiện đản sanh tự tại thần biến. Lại nữa, thiện nam tử, khi ta ở cùng vua Tịnh Phạn lúc Bồ Tát sắp hạ sinh, thì ta thấy mỗi mỗi lỗ chân lông trên thân Bồ Tát đều phóng quang minh, tên là Nhất Thiết Như Lai Thọ Sinh Công Đức Luân. Trong mỗi mỗi lỗ chân lông đều hiện Bồ Tát Thọ Sinh Trang Nghiêm, nhiều nhất số hạt bụi bất khả thuyết cõi Phật. Các quang minh đó thảy đều chiếu khắp tất cả thế giới, chiếu các thế giới rồi lại nhập vào đỉnh đầu của ta, cho đến vào trong tất cả các lỗ chân lông trên thân ta. Lại ở trong quang minh đó khắc hiện danh hiệu của tất cả Bồ Tát Thọ Sinh Thần Biến Cung Điện Quyến Thuộc Năm Dục Tự Vui. Lại thấy xuất gia đi đến đạo tràng thành đẳng chánh giác, ngồi tòa sư tử, Bồ Tát vây quanh, các ông vua cúng dường vì các đại chúng chuyển bánh xe chánh pháp. Lại thấy thuở xưa khi Như Lai tu hành Bồ Tát Đạo, thời ở chỗ chư Phật cung kính cúng dường phát Bồ Đề Tâm, tịnh cõi nước Phật, niệm niệm thị hiện vô lượng hóa thân, để khắp mười phương tất cả thế giới. Cho đến cuối cùng vào bát niết bàn, những việc như vậy thầy đều thấy hết. Lại nữa thiện nam tử, khi quang minh vi diệu đó vào thân ta, thì hình lượng thân ta tuy vẫn như cũ nhưng kỳ thật đã vượt hơn các thế gian. Tại sao? Vì lúc đó thân ta lượng đồng hư không đều dung thọ được các cung điện trang nghiêm Bồ Tát mười phương thọ sinh. Bấy giờ khi Bồ Tát từ cung trời đâu xuất khắp hàng thần, thì có các Bồ Tát nhiều nhất số hạt bụi mười cõi Phật đều đồng nguyện, đồng hạnh, đồng căn lành, đồng trang nghiêm, đồng giải thoát, đồng trí huệ, các lực các địa pháp thân sắc thân với Bồ Tát, cho đến thần thông hạnh nguyện phổ hiền, thầy đều đồng nhau. Các Bồ Tát như vậy vây quanh trước sau, lại có 80.000 các long vương và tất cả chủ thế gian, ngồi cúc điện của mình đều đến cúng dường. Bấy giờ Bồ Tát dùng sức thần thông với các Bồ Tát, khắc hiện tất cả cung trời đâu xuất, trong mỗi mỗi cung điện đều hiện hình tượng thọ sinh trong tất cả thế giới Diêm Phù Đề ở mười phương, phương tiện giáo hóa vô lượng chúng sinh, khiến cho các Bồ Tát lìa các giải đãi không chấp trước. Lại dùng thần lực phóng đại quang minh chiếu khắp thế gian, phá các đen tối, diệt các khổ não, khiến cho các chúng sinh đều biết hết thảy hạnh nghiệp đời trước, vĩnh viễn thoát khỏi đường ác. Lại vì cứu hộ tất cả chúng sinh, khắc hiện ra ở trước họ, hiện các thần biến, hiện các việc kỳ lạ đặc biệt như vậy, cùng với quyến thuộc tụ hội đến vào thân ta. Các Bồ Tát đó ở trong bụng ta du hành tự tại, hoặc dùng 3.000 đại thiên thế giới làm một bước, hoặc dùng các thế giới nhiều như số hạt bụi bất khả thuyết cõi Phật làm một bước, lại ở trong niệm niệm Bồ Tát chúng hội trong mười phương bất khả thuyết tất cả thế giới, chỗ các Như Lai và trời tứ thiên vương, trời tam thập tam, cho đến các cõi trời phạm thiên thuộc sắc giới, muốn thấy thần biến của Bồ Tát ở trong thai mẹ để cung kính cúng dường nghe thọ chánh pháp, đều vào trong thân ta. Tùy trong bụng ta đều dung thọ được chúng hội như vậy, mà thân ta chẳng rộng lớn cũng chẳng nhỏ hẹp. Các Bồ Tát đó đều thấy nơi chúng hội đạo tràng của mình thanh tịnh nghiêm sức. Thiện nam tử, như Bồ Tát thọ sinh trong bốn thiên hạ cõi Diêm Phù Đề này, ta là mẹ của Ngài. Trong 3.000 đại thiên thế giới, trăm ước bốn thiên hạ cõi Diêm Phù Đề cũng lại như thế. Mà thân ta đây vốn không hai, chẳng phải ở một nơi, chẳng phải ở nhiều nơi. Tại sao? Vì nhờ tu môn giải thoát Bồ Tát đại nguyện trí huyễn trang nghiêm. Thiện nam tử, như này Đức Thế Tôn, ta là mẹ của Ngài, thuở xưa hết thảy vô lượng chư Phật cũng như vậy, ta cũng từng là mẹ của các Ngài. Thiện nam tử, xưa kia, ta đã từng làm thần ao sen, thì có Bồ Tát bỗng nhiên hóa sinh trên tạng hoa sen, lập tức ta ấm bổng săn sóc nuôi dưỡng, tất cả thế gian đều gọi ta là mẹ của Bồ Tát. Lại nữa, thuở xưa khi ta làm thần Bồ Đề Tràng, thời có Bồ Tát bỗng nhiên hóa sinh trong lòng của ta, thế gian cũng gọi ta là mẹ của Bồ Tát. Thiện nam tử, có vô lượng thân Bồ Tát cuối cùng, ở trong thế giới này đủ thứ phương tiện thị hiện thọ sinh, ta đều là mẹ của các Ngài. Thiện nam tử, như ở trong kiếp hiền thế giới này, đời quá khứ, Đức Phật Câu Lưu Tôn, Đức Phật Câu Na Hàm Mâu Ni, Đức Phật Ca Diếp, đến nay Đức Thế Tôn Thích Ca Mâu Ni khi hiện thọ sinh, ta đều là mẹ của các Ngài.
trong đời vị lai Bồ Tát Di Lặc từ cung trời đâu xuất, khi sắp hàng thần phóng đại quang minh chiếu khắp pháp giới, thị hiện thọ sinh thần biến tất cả các chúng Bồ Tát, bèn sinh vào nhân gian dòng dõi quý tộc điều phục chúng sinh, lúc đó ta cũng sẽ làm mẹ của Ngài. Thứ tự như vậy có Phật Sư Tử, Phật Pháp Tràng, Phật Thiện Nhãn, Phật Tịnh Hoa, Phật Hoa Đức, Phật Đề Xá, Phật Phất Xa, Phật Thiện Ý, Phật Kim Cang, Phật Ly Cấu, Phật Nguyệt Quang, Phật Trì Cự, Phật Danh Xưng, Phật Kim Cang Thuần, Phật Thanh Tịnh Nghĩa, Phật Cám Thân, Phật Đáo Bỉ Ngạn, Phật Biểu Diệm Sơn, Phật Trì Minh, Phật Liên Hoa Đức, Phật Danh Xưng, Phật Vô Lượng Công Đức, Phật Tối Thắng Đăng, Phật Trang Nghiêm Thân, Phật Thiện Oai Nghi, Phật Từ Đức, Phật Vô Trụ, Phật Đại Oai Quang, Phật Vô Biên Âm, Phật Thắng Oán Định, Phật Ly Nghi Hoặc, Phật Thanh Tịnh, Phật Đại Quang, Phật Tịnh Tâm, Phật Vân Đức, Phật Trang Nghiêm Đảnh Kế, Phật Thọ Vương, Phật Biểu Đăng, Phật Hải Huệ, Phật Diệu Biểu, Phật Hoa Quan, Phật Mãn Nguyện, Phật Đại Tự Tại, Phật Diệu Đức Vương, Phật Tối Tôn Thắng, Phật Chiên Đản Vân, Phật Cám Nhãn, Phật Thắng Huệ, Phật Quán Sát Huệ, Phật Xí Thạnh Vương, Phật Kiên Cố Huệ, Phật Tự Tại Danh, Phật Sư Tử Vương, Phật Tự Tại, Phật Tối Thắng Đảnh, Phật Kim Cang Trí Sơn, Phật Diệu Đức Tạng, Phật Biểu Võng Nghiêm Thân, Phật Thiện Huệ, Phật Tự Tại Thiên, Phật Đại Thiên Vương, Phật Vô Y Đức, Phật Thiện Thí, Phật Diệm Huệ, Phật Thủy Thiên, Phật Đắc Thượng Vị, Phật Xuất Sanh Vô Thượng Công Đức, Phật Tiên Nhân Thị Vệ, Phật Tùy Thế Ngữ Ngôn, Phật Công Đức Tự Tại Tràng, Phật Quang Tràng, Phật Quán Thân, Phật Diệu Thân, Phật Hương Diệm, Phật Kim Cang Biểu Nghiêm, Phật Hỷ Nhãn, Phật Ly Dục, Phật Cao Đại Thân, Phật Tài Thiên, Phật Vô Thượng Thiên, Phật Thuật Tịnh Diệt, Phật Trí Giác, Phật Diệt Tham, Phật Đại Diệm Vương, Phật Tịch Trừ Hữu, Phật Tỳ Giá Cư Thiên, Phật Kim Cao Sơn, Phật Trí Diệm Đức, Phật An Ổn, Phật Sư Tử Xuất Hiện, Phật Viên Mãn Thành Tịnh, Phật Thanh Tịnh Hiền, Phật Đệ Nhất Nghĩa, Phật Bá Quang Minh, Phật Tối Tăng Thượng, Phật Thâm Tự Tại, Phật Đại Địa Vương, Phật Trang Nghiêm Vương, Phật Giải Thoát, Phật Diệu Âm, Phật Thù Thắng, Phật Tự Tại, Phật Vô Thượng Y Vương, Phật Công Đức Nguyệt, Phật Vô Ngại Quang, Phật Công Đức Tụ, Phật Nguyệt Hiện, Phật Nhật Thiên, Phật Xuất Chư Hữu, Phật Dũng Mãnh Danh Xưng, Phật Quang Minh Môn, Phật Ta La Vương, Phật Tối Thắng, Phật Dược Vương, Phật Biểu Thắng, Phật Kim Cang Huệ, Phật Vô Năng Thắng, Phật Vô Năng Ánh Tế, Phật Chúng Hội Vương, Phật Đại Danh Xưng, Phật Mẫn Trì, Phật Vô Lượng Quang, Phật Đại Nguyện Quang, Phật Pháp Tự Tại Bất Hư, Phật Bất Thối Địa, Phật Tịnh Thiên, Phật Thiện Sư, Phật Kiên Cố Khổ Hạnh, Phật Nhất Thiết Thiện Hữu, Phật Giải Thoát Âm, Phật Du Hí Vương, Phật Diệt Tà Khúc, Phật Chiêm Bạc Tịnh Quang, Phật Cụ Chúng Đức, Phật Tối Thắng Nguyệt, Phật Chấp Minh Cự, Phật Thù Diệu Thân, Phật Bất Khả Thuyết, Phật Tối Thanh Tịnh, Phật Hữu An Chúng Sanh, Phật Vô Lượng Quang, Phật Vô Ý Âm, Phật Thủy Thiên Đức, Phật Bất Động Huệ Quang, Phật Hoa Thắng, Phật Nguyệt Diệm, Phật Bất Thối Huệ, Phật Ly Ái, Phật Vô Trước Huệ, Phật Tập Công Đức Uẩn, Phật Diệt Ác Thú, Phật Phổ Tán Hoa, Phật Sư Tử Hống, Phật Đệ Nhất Nghĩa, Phật Vô Ngại Kiến, Phật Phá Tha Quân, Phật Bất Trước Tướng, Phật Ly Phân Biệt Hải, Phật Đan Nghiêm Hải, Phật Tu Di Sơn, Phật Vô Trước Trí, Phật Vô Biên Tòa, Phật Thanh Tịnh Trụ, Phật Tùy Sư Hành, Phật Tối Thượng Thí, Phật Thường Nguyệt, Phật Nhiều Ích Vương, Phật Bất Động Tụ, Phật Phổ Nhiếp Thọ, Phật Nhiều Ích Huệ, Phật Trì Thọ, Phật Vô Diệt, Phật Cụ Túc Danh Xưng, Phật Đại Oai Lực, Phật Trùng Trùng Sắc Tướng, Phật Vô Tướng Huệ, Phật Động